Kiếp người có bốn thời điểm quan trọng không được phép phạm sai lầm, sai một lần là hủy cả một đời. Đã là con người thì không có ai là không phạm sai lầm, nhưng có bốn thời điểm quan trọng nhất đời người, bạn nhất định phải làm tốt, làm đúng, bởi sai rồi sẽ không thể sửa chữa. Thứ nhất, khi kích động chưa đánh mất lý trí. Việc khiến ta kích động trong cuộc đời này có không ít, nhưng phải luôn nhớ rằng không được đánh mất lý trí của bản thân vào một trong những thời điểm quan trọng nhất đời người đó. Ông cha ta có câu, giận quá mất khôn. Bất cứ chuyện gì trên đời này, nếu quá hấp tấp, nóng nảy, để cơn kích động giận dữ lấn át mất lý trí, sẽ có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, để lại hậu quả đáng tiếc. Khi cơn giận nổi lên và chúng ta không thể kiềm chế thì điều gì sẽ xảy ra? Tính xấu của bạn sẽ không còn được che đậy nữa, là hét, đập phá đồ đạc, thậm chí là lao vào giằng co. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc của bạn mà có khi còn gây đảo lộn đến cuộc sống hiện tại nữa. Thử nghĩ khi ta quá tức giận, mâu thuẫn đẩy lên cao trào không kiềm chế được, bạn xảy ra xô xát, còn có nguy cơ đi tù nữa chứ không đùa. Giận dữ quả là một trạng thái không mấy tốt đẹp. Ngoài việc phá vỡ các mối quan hệ, nó còn gây thiệt hại cho chủ nhân của mình. Thậm chí một khi đánh mất lý trí, còn có thể đánh mất bản thân, làm việc trái với đạo trời, dù sau đó có ngộ ra thì cũng đã muộn rồi. Lời nói và hành động của bạn sẽ không được cứu vớt lại nữa, và đổ vỡ một mối quan hệ nào đó là cái kết đã định trước. Người quân tử muốn làm nên việc lớn, nhất định phải biết điều khiển cảm xúc của bản thân, không được để cảm xúc sai khiến lý trí. Ở đời dù vinh hay nhục ra sao, dù sóng to gió lớn thế nào, cũng phải luôn tỉnh táo và điềm tĩnh, nuốt trôi tất cả vào trong, để không vội vã đưa ra những quyết định đáng tiếc, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Thứ hai, khi đắc ý chớ quên mình là ai. Thời điểm quan trọng nhất đời người mà bạn không được phép phạm sai lầm nữa, cần nhắc đến chính là khi bạn đắc ý. Khi ta vui vẻ hài lòng, hạ dạ hạ trí về một điều tâm đắc của mình, điều quan trọng là không được phép quên bản thân mình là ai. Những người đắc ý quên mình thường dễ quên mục tiêu của bản thân. Ban đầu họ hiểu rằng cuộc đời là chặng đường dài đằng đẵng, thành công hay không cũng là như vậy. Mỗi thành tích nhỏ bé dù là một bước nhảy vọt nhưng phía trước vẫn còn là một chặng đường dài gian nan. Người đắc ý quên mình lại coi những gò đất nhỏ trên đường là đỉnh núi chứa châu ngọc, mà đứng trên đó dường dường tự đắc. Cũng bởi vậy, họ không thể nhìn thấy ngọn núi cao hơn. Hãy nhớ rằng, khiêm tốn, thận trọng, cẩn thận thì sẽ không bao giờ phải lo mình sẽ phạm sai lầm. Còn khi đắc ý, mài hả hê mà quên đi mất bản thân mình, lúc bạn kiêu căng tự đại nhất cũng là lúc bạn xa cờ lỡ bước. Có những người nỗ lực nửa đời người, trả giá rất nhiều để có thể thành công, nhưng khi thành danh rồi, có được bổng lộc rồi lại là lúc khó giữ vững bản thân nhất. Bởi vì nhàn cư vì bất thiện, không có đủ ý chí và nghị lực để giữ mình, cuối cùng tự mình bồi nhọ thành danh bản thân, kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Đây cũng chính là vì đắc ý mà quên mất bản thân, quên mất quá trình vất vả gây dựng thành tựu của mình. Cho nên, sống ở đời, dù đứng ở vị trí nào, trên người có bao nhiêu vầng hào quang, cũng phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Mỗi cá nhân trên thế gian này đều rất nhỏ bé, đắc ý quên mình cũng tức là đã tự tay xóa sổ chính mình. Thứ ba, khi thất ý đừng mất lòng tin. Lúc thất ý chính là một trong ba thời điểm quan trọng nhất đời người mà bạn không được phép phạm sai lầm. Khi mọi chuyện không được như ý muốn, trở nên một lần gục ngã là không gượng dậy nổi, cũng đừng vì phút yếu lòng mà quen những người bạn không mấy tốt đẹp. Khi gặp chuyện không vừa ý, khi vấp ngã trong cuộc đời, khi đứng trước nạn lớn mà bản thân dường như không thể vượt qua, điều quan trọng nhất chính là không thể thoái chí nản lòng, đánh mất niềm tin. Người ta thường mắc sai lầm vấp ngã, thất bại rồi mới biết sửa đổi, chịu đau khổ trong lòng mới chịu toàn tính, cân nhắc về sau, nhằm không đi vào vết xe đổ trước đó nữa, vậy họ mới làm nên việc lớn. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, điều quan trọng nhất là đừng vứt bỏ hết niềm tin, bởi một khi vứt bỏ niềm tin, bạn cũng sẽ mất đi mục tiêu. Chứng kiến những chuyện bất công, va chạm trong cuộc sống, bị người khác phản bội, điều đó sẽ làm bạn mất niềm tin vào cuộc sống.
Khi đó bạn trở nên hoài nghi với tất cả mọi người, cuộc sống của bạn không thể nào thanh thản. Sự lo lắng sợ hãi cũng là nguyên nhân khiến bạn mất niềm tin vào chính mình. Nếu mất niềm tin vào bản thân, bạn không thể kiểm soát được cuộc sống, bạn luôn có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, nó có thể hủy hoại cuộc sống của bạn. Lo lắng chỉ làm tăng thêm áp lực và ngăn cản bạn thực hiện kế hoạch của mình. Nếu biết chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi tình huống, bạn sẽ không mất thời gian vào nỗi lo lắng, sợ hãi không cần thiết. Cuộc sống mà không có mục tiêu, lúc nào cũng mờ mịt về tương lai, như thế thì có khác nào một cái xác sống biết đi. Lòng tin chí khí là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Rơi vào trong vô vọng, rất có thể người ta sẽ trở nên sa ngã. Bấy giờ sẽ có đủ điều níu kéo người ta sa ngã, cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, tình dục, v.v. Điều đáng tiếc nhất là người ở trong nghịch cảnh không nhận ra cơ hội tôi rèn ý chí và bồi dưỡng phẩm đức của mình. Có câu rằng, trời sinh ta ắt có chỗ dùng, đôi khi nghịch cảnh chỉ là cái cớ để ta quay đầu tìm ra phương hướng phù hợp hơn mà thôi. Khi đó nghịch cảnh không phải là bất hạnh, mà là món quà mà cuộc sống ban tặng để ta tiến về phía trước một cách mạnh mẽ. Để có thể lấy lại niềm tin bị đánh mất, bạn cần có cái nhìn tích cực, thái độ lạc quan đối với cuộc sống. Học cách chấp nhận cuộc sống, hài lòng với những gì bạn đang có. Cố gắng dành thời gian để nhìn lại những gì mà mình làm được, tìm ra những điểm mạnh của bản thân và phát huy nó. Sống mạnh mẽ, đừng vội từ bỏ ước mơ, tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng rồi bạn sẽ đến đích. Và khi làm được điều đó, bạn sẽ nhận ra mình mạnh mẽ như thế nào. Thứ tư, sống không được trái với lương tâm của mình. Lương tâm ở đây là chỉ tấm lòng thiện lương, lòng nhân nghĩa. Lương tâm là cái gốc làm người. Một người làm điều thiện hay điều ác đều xuất phát từ tâm địa bên trong. Người có lương tâm, trước khi làm bất cứ việc gì, đều sẽ tự hỏi lòng mình xem làm như vậy là đúng hay sai. Người có lương tâm sẽ cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, việc làm ra sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm. Con người có thể nghèo đói, không chức không tước, không quyền không thế, thế nhưng không thể không có lương tâm. Con người có thể có lỗi với người khác, nhưng không thể có lỗi với lương tâm của mình. Người mà không có lương tâm, tiền tài danh vọng cũng chỉ dẫn người đó đến vực thẳm sâu hun hút. Trên đây là bốn thời điểm quan trọng nhất đời người mà bạn không được phép phạm sai lầm. Bởi một khi đã sai, có thể sẽ sai cả đời, cũng hủy hoại tất cả tương lai. Đó là những sai lầm không thể bù đắp, không thể sửa chữa, chỉ mang đến nỗi tiếc hận suốt cuộc đời. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có những phút giây thực sự thoải mái và hạnh phúc bên người thân yêu. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn dành những thời gian quý báu của mình để theo dõi bài viết. Hãy để lại comment dưới mỗi bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và những lời đóng góp của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Nếu các bạn thấy bài viết này thực sự mang lại giá trị, các bạn hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.